Cách rằm tháng 7 một tuần, nhiều xe tải từ khắp nơi đổ về xã Sông Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để đưa sản phẩm vàng mã đi tiêu thụ. Xã có hai thôn, Đông Hồ và Đảo Tú, từ lâu đã thành trung tâm sản xuất vàng mã lớn nhất nước. Khách thường đến đây đặt hàng vào các dịp lễ, giỗ, 49 ngày, 100 ngày, sang cát, Tết, v.v. Nếu trước kia, hầu hết người dân chỉ làm sản phẩm vàng mã truyền thống, thì nay đã chuyển đổi sang các sản phẩm đặc biệt như ô tô, mô tô, thuyền buồm. Khách hàng mong muốn trần sao âm vậy, nên các chủ cơ sở phải đáp ứng. Đây là chiếc xe phân khối lớn được vận chuyển cho khách hàng từ Nghệ An. Để tạo ra xe này, chủ cơ sở mất hơn một tuần từ khâu thiết kế, lên khung tre và dán. Mô tô có kích thước gần tương đương với xe thật. Mẫu hoàn thiện có thể gạt chân chống, giáp bộ. Bên cạnh đó còn có những món đồ đặc biệt khác như bộ golf có tỷ lệ tương đương sản phẩm thật. Trong đó túi đựng giá 1,2 triệu đồng và 14 gậy với mỗi chiếc 100.000 đồng. Còn đây, thuyền buồm. Một sản phẩm độc đáo mà chủ cơ sở mất tới 8 ngày để hoàn thiện. Thuyền dài 1,5 mét, cột buồm cao 1,1 mét và rộng 0,55 mét. Làng vàng mã Sông Hồ được coi là thủ phủ sản xuất vàng mã tại miền Bắc. Cứ đến gần ngày rằm tháng 7 âm lịch, cả làng lại hối hả vào mùa sản xuất các sản phẩm như hình nộm ngựa, nhà, xe, điện thoại v.v. Các sản phẩm vàng mã của xã Sông Hồ nổi tiếng khắp cả nước bởi đồ mã ngày càng giống đồ thật, được chuyên môn hóa sản xuất và áp dụng công nghệ cải tiến.